Theo kết quả điều tra mới đây, chỉ có 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ. Điều này cho thấy nhận thức của dân chúng về bảo hiểm nhân thọ còn hạn chế, trong khi ở các quốc gia phát triển, mua bảo hiểm là một trong những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống. Khảo sát tại Việt Nam cho thấy, những nguyên nhân thường được người dân đưa ra khi không mua bảo hiểm nhân thọ đó là vì thu nhập còn thấp, không có khúc hạ đủ khả năng tài chính. Khi người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, họ chỉ quan tâm đến tính tiết kiệm là chủ yếu. Tính rủi ro vẫn chưa được thực sự quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khi đây lại là yếu tố chính thể hiện vai trò của bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Bạn đang xem những hình ảnh diễn ra khắp nơi trên mọi miền đất nước, đẹp và sôi động, nhưng đằng sau đó vẫn ẩn chứa những bất chắc không ai có thể lường trước được. Và trong cuộc sống của mỗi con người, ai dám chắc mình sẽ an toàn trước những sự cố bất ngờ? Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, bình quân mỗi năm tại Việt Nam có hơn 20.000 người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Những tai nạn này không chỉ đột ngột để lại nỗi đau về thể xác và tinh thần, mà còn để lại gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình. Ngoài những tai nạn không mong muốn, bệnh tật khó lường cũng đem đến biết bao bất hạnh. Cô bé Hạ Vi này chỉ là một trong số những bệnh nhi mắc căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Mỗi lần mà vô thuốc nó đau, kêu cha mẹ nó đau. Cả bố mẹ Hạ Vi đều phải tranh thủ làm thêm giờ, những mong có thêm khả năng chi trả cho viện phí mỗi ngày một giày thêm. Theo số liệu của Dự án Quốc gia phòng chống ung thư, tại Việt Nam, mỗi năm trung bình có 200.000 người phát hiện bệnh ung thư và 100.000 người chết vì bệnh này. Căn bệnh quái ác, không phân biệt tuổi tác và tầng lớp, đã trở thành sự ám ảnh đem đến khó khăn và bế tắc cho biết bao gia đình. Như nhiều cảnh đời nghiệt ngã nơi xóm chạy thận này, từng là một người có thu nhập tốt, ấp ủ ước mơ xây một ngôi nhà khang trang và cho con vào đại học, nay người đàn ông này đã phải bán đất, bán nhà để níu kéo sự sống quý giá. Không có tiền chữa nhưng định cho về, nhưng mà căn bản là vì thương con quá nên là bố mẹ đành vay chạy để chữa cho con. Bệnh nhân chạy thận này là về tài chính là rất khó khăn. Ví dụ như nghỉ hưu của tôi bây giờ là chỉ được xấp xỉ 3 triệu thôi. Nhưng mà cái chi phí hàng tháng này như bây giờ là tầm nó phải độ cỡ 3 triệu rưỡi 4 triệu mới đủ. Mỗi con người đều có những ước mơ và khát vọng như thăng tiến trong sự nghiệp, thành công trong kinh doanh, an nhàn khi hưu trí, hay mang đến cho con cái một nền giáo dục tốt nhất. Để có thể thực hiện những điều đó, nỗ lực của bản thân đôi khi vẫn chưa đủ, mà mọi người cần có một nền tảng vững chắc hỗ trợ cho họ về vật chất lẫn tinh thần. Bảo hiểm nhân thọ chính là một giải pháp rất hiệu quả, giúp cho mọi người có niềm tin để tiếp tục chinh phục những khát khao cũng như mang đến sự an tâm trong cuộc sống. Anh Hùng, giám đốc của doanh nghiệp du lịch đang rất phát triển. Hai ông bà Tư, Châu đang hưởng thụ những năm tháng hạnh phúc tuổi già. Đôi bạn trẻ Triều, Thảo đang hào hứng xây dựng một tổ ấm mới. Họ chỉ là vài trong số hàng triệu người an tâm cuộc sống với bảo hiểm nhân thọ. Tham gia bảo hiểm với họ không chỉ đơn thuần là bảo vệ bản thân và gia đình trước những tổn thất tài chính nếu không may rủi ro xảy đến, mà còn là một công cụ tích lũy để hiện thực hóa những ước vọng trong tương lai. Không có bảo hiểm thì không thể vượt qua được. Vai trò của bảo hiểm là một vấn đề rất quan trọng. Nếu không có bảo hiểm thì không trụ được đến ngày hôm nay. Bảo hiểm cho bản thân mình và cũng là tương lai cho con cháu. Trước hết là mình bảo vệ cho mình. Tôi mua bảo hiểm để bảo đảm cho thân già của tôi. Muốn để tích lũy sau này
mình hết tuổi lao động giờ lấy cái đồng tiền đó để cho con cháu nó lo là mình. Cuộc sống thì luôn có những cái mà rủi ro không thể nào mà biết trước được. Bảo hiểm thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống của mình. Tôi đến cái bảo hiểm này là để cho có một cái tương lai cho các con tôi, để sau này cái sự học hành của cháu cho nó có ích cho xã hội. Tôi tích lũy để dành cho con ăn học vô đại học. Tham gia bảo hiểm thì bệnh hoạn rồi cũng nhiều, cho nên cái đó là bức là cần thiết nhất. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là đem đến sự an tâm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.